Xin chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với kênh Bá Hùng Audio. Và hôm nay em lại lên một combo khuyến mại sốc nữa gửi tới quý vị các bạn. Khi chúng ta mua hai sản phẩm sẽ được tặng một và có kèm thêm quà tặng lên tới hơn 1 triệu đồng tại shop Bá Hùng Audio nhân dịp cuối năm này. Cụ thể là em sẽ có kèm theo một bộ quà tặng gồm dây loa, dây tín hiệu, dây cáp quang và đĩa CD để chúng ta có thể chơi luôn. Đó. Combo rất là tuyệt vời, một bộ dây loa, dây tín hiệu và đĩa CD lên tới hơn 1 triệu đồng đó. Và bây giờ em sẽ vào chi tiết chính, đó là chúng ta có thể nhìn thấy một cái bộ combo đang được em phối ghép trước màn hình chúng ta. Đầu tiên là cặp loa JBL JBL L82 Classic. Đây là cái phiên bản thu nhỏ của mẫu L100 Classic, có một cái chất âm tương đồng nhưng dành cho những căn phòng có mức công suất nhỏ hơn. Đó. Cặp loa này thì hiện tại giá niêm yết công ty đang là 59 triệu đồng, kèm thêm một chiếc âm ly Roshan Atessa Streaming. Đây là một chiếc âm ly có chức năng giải mã, có chức năng stream nhạc trực tuyến, rất là tiện lợi và hữu ích. Đó. Kết nối Wi-Fi, kết nối điện thoại, kết nối USB, chơi nhạc trực tuyến trên mạng rất là tuyệt vời luôn. Chúng ta chơi trực tiếp từ TV ra cũng được luôn ạ. Và chiếc âm ly này thì có giá niêm yết là 38 triệu đồng. Đó. Và khi chúng ta mua hai cái sản phẩm này thì em sẽ tặng chiếc đầu CD Marantz 15S2 kiêm giải mã, hàng đẹp xuất sắc, đầy đủ phụ kiện. Đó. Chiếc đầu này thì có giá là 20 triệu 500 nghìn đồng và bên em sẽ tặng kèm nếu như quý vị bạn mua trọn bộ hai sản phẩm nêu trên, đó là cặp loa và âm ly. Đó thì tổng cái bộ này nếu như cộng cả ba vào thì cái mức giá là 117 triệu 500 nghìn đồng. Đó thì tuy nhiên khi chúng ta mua hai cái sản phẩm là cặp loa JBL L82 Classic và chiếc âm ly Roshan Atessa Streaming của Anh Quốc và cặp loa của Mỹ thì có mức giá là 97 triệu đồng, thì em sẽ tặng ngay cho quý vị bạn chiếc đầu CD trị giá 20 triệu 500 nghìn đồng. Đó, tức là chúng ta chỉ phải bỏ, thay vì nếu như chúng ta mua lẻ từng sản phẩm sẽ là 117 triệu 500 nghìn đồng, chưa gồm quà tặng, chưa gồm khuyến mại, thì chúng ta nay mua hai sản phẩm là loa và âm ly giá là 97 triệu đồng thì bên em sẽ tặng ngay cho quý vị bạn một chiếc đầu CD Marantz SA15S2, chiếc đầu SACD có chức năng giải mã đẹp, hàng đẹp xuất sắc, đầy đủ điều khiển phụ kiện. Đó. Chỉ với mức giá là 97 triệu đồng chúng ta sẽ có 3 cái sản phẩm. Thay vì phải mua 117 triệu 500 nghìn đồng thì chúng ta chỉ phải thanh toán là 97 triệu đồng thôi thì đã có trọn bộ 3 sản phẩm này rồi. Và bên em sẽ tặng kèm thêm gói phụ kiện và bao ship toàn quốc cho quý vị bạn chơi, kèm thêm gói phụ kiện cũng như là đĩa CD hơn 1 triệu đồng nữa. Đó, thật là tuyệt vời đúng không ạ? Và bây giờ thì xin mời quý vị bạn cùng báo audio test cái combo sản phẩm này nhé. Và loa cũng như là âm ly thì là những cái sản phẩm nhập khẩu chính hãng do Thanh Tùng Audio phân phối loa hàng mới tinh 100%, và chiếc âm ly thì do Anh Duy Audio nhập khẩu. Đó. Còn đầu CD thì là đầu CD hàng xài lướt do bên em xách tay về tặng kèm cho quý vị các bạn chơi luôn cho máu. Rồi, bây giờ xin mời quý vị bạn cùng thưởng thức chất âm của bộ phối ghép này ạ. Chúng mình hãy ngắm nhìn trăng lên, sưởi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình. Lời ru bên nước ai hát điệu hò khoan, tình ơi dở dang như lỡ một cùng.
xót tim một. Xót tim một.